quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Bình vừa triệt phá một trung tâm phát tán phim lậu có quy mô liên tỉnh, khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Mỗi tháng, các đối tượng thu được 80 đến 100 triệu đồng tiền quảng cáo từ các website phát tán phim lậu, ước tính tổng số tiền bất chính thu được khoảng 2 đến 3 tỷ đồng. Qua đấu tranh, bước đầu xác định từ khoảng năm 2019, Phan Ngọc Tuấn, sinh năm 1994, trú huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, tìm mua mã nguồn mẫu của các website trình chiếu phim trên mạng và chỉnh sửa. Sau đó, cùng đồng bọn tạo lập, điều hành bao website để trình chiếu, phát tán phim mà không được sự cho phép của nhà sản xuất, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan. Các đối tượng thu lợi bất chính qua hình thức quảng cáo trên website với số tiền khoảng 3 tỷ đồng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Ngọc Tuấn, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Bình đã thu giữ 3 điện thoại di động, một máy tính bảng, một máy tính sách tay, hai bộ máy tính bàn, một bộ phát wifi tốc độ cao, ba tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động phạm tội. Hơn 188.000 phê phim có dung lượng tổng khoảng 40 terabyte được lưu trữ trái phép cùng nhiều thông tin tài liệu khác có liên quan. Hiện cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.